Công an thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Nhật Trường, 22 tuổi, ngụ xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân, để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó nhận tin báo của chủ cơ sở kinh doanh vàng bạc tại phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh về một đối tượng đi xe mô tô cướp giật nhẫn vàng tại cơ sở. Lực lượng công an đã nhanh chóng xác định trường là thủ phạm và tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, trường khai nhận, vào thời điểm trên, trường điều khiển xe đến tiệm vàng, giả vờ hỏi mua một nhẫn vàng 18K. Sau khi đeo thử, trường kêu chủ tiệm tính tiền và tiếp tục hỏi mua thêm một sợi dây chuyền. Lợi dụng lúc đông khách và chủ tiệm vàng sơ hở, trường đã nhanh chóng chạy ra xe mô tô tẩu thoát. Được biết trường có một tiền án về tội trộm cắp tài sản, mới ra tù vào tháng 4 năm 2019, nay lại tiếp tục phạm tội.